Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và review cho quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất thuộc Hà Đông. Với 4 căn nhà này thì ngõ thông ô tô đi qua được có hai hướng. Hai hướng Ngọc Ánh đang đứng hiện tại là hướng Tây Bắc và còn hai hướng bên trong là hướng Đông Bắc. Giá chỉ nhìn 2 tỷ một căn với cái thiết kế 30 mét xây 5 tầng. Rất là hợp lý quý vị nha. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà 30m² sổ đỏ chuẩn chỉnh, thiết kế xây dựng đầy đủ giấy phép xây dựng. Và với cái ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Vị trí của nó gần với trường Đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn, xung quanh tiện ích dân sinh, chờ trường phường trạm đầy đủ, trường mầm non cấp 1, cấp 2, không có thiếu một cái gì. Ngõ thông, đường thoáng, ô tô đi được. Và thiết kế cụ thể của ngôi nhà như thế nào thì mời mọi người theo em vào video. Với phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa inox 304, bên trong là cửa nhôm sinh pha. Đây, nhôm sinh pha mọi người ạ. Và thiết kế của ngôi nhà này tương đối là hợp lý cho một cái công năng sử dụng 5 tầng hoàn hảo. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách. Với cái phần hoàn thiện gần như là xong hết, chuẩn chỉnh 100%. Quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay trong ngày nha mọi người. Sổ đỏ chuẩn chỉnh sang tên được luôn. Với cái phần công năng sử dụng ở đây, toàn bộ phần phòng khách được chủ nhà ở đây ốp toàn bộ là cái vách PVC nano cho quý vị, kệ TV, rồi là gạch thì kích thước là gạch 60-60 vân đá. Căn nhà này thì hoàn thiện, chỉn chu xong hết hồ sơ điện, hồ sơ nước. Quan trọng 4 căn nhà là 4 cuốn sổ đỏ khác nhau. Rất nhiều quý khách hàng nghe cái giá nó rẻ quá, quý khách hàng còn bảo cái giá này có khi là sổ chung phải không? Không nha mọi người, sổ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách và phần cửa chính thì ở đây chủ nhà thiết kế cho chúng ta một cái vách lam gỗ, đồng thời ở dưới thiết kế ở đây là kệ nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Với cái công năng sử dụng không quá hoàn hảo 100%, tuy nhiên thì nó tối ưu công năng mọi người nhé. Tối ưu cái phần sử dụng từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Đây là phần không gian phòng bếp. Toàn bộ tủ bếp thiết kế ở đây xong hết, chỉn chu cho quý vị. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite. Và tủ bếp ở đây thiết kế đầy đủ chỉn chu cho quý vị. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Quan trọng vị trí đi lại giao thông thuận tiện. Với vị trí ngôi nhà này thì quý vị phù hợp với đi làm ở đâu ạ? Quý vị có thể đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức. Quý vị có thể đi theo cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài. Nói chung phạm vi bán kính 10 đến 12 km quay đầu là rất hợp lý. Với một ngôi nhà giá rẻ, công năng sử dụng 3 phòng ngủ rất là rộng. Với cái ngôi nhà này 3 thế hệ ở vẫn thoải mái quý vị nhé. Và đây, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh đầy đủ với bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả, giá chỉ hơn 2 tỷ một căn thôi. Đây, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy, Ngọc Ánh đã review cụ thể đường hướng giá vị trí cho quý vị rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Thế nào là công năng phù hợp ạ? Với cái thiết kế một ngôi nhà, đây, cửa sổ thông thoáng ở phần cầu thang, thiết kế một ngôi nhà 30m² mà có 3 phòng ngủ rộng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế này. Thiết kế giống nhau, mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng thực tế, ban công mở đây mọi người ơi. Xung quanh dân cư đông đúc, vị trí giao thông đi lại tương đối là thuận lợi. Cửa sổ thông thoáng trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4. Chủ nhà ốp toàn bộ lát toàn bộ gạch kích thước gạch 60-60. Đây mọi người ạ, giả gỗ, nhìn nếu mà nhìn lướt qua ấy, thì tưởng rằng là sàn gỗ nhưng thực tế nó là gạch nha quý vị. Gạch vân gỗ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Sổ sách riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Theo đúng như hiện trạng quý vị dọn đồ về và ở ngay. Cửa thông phòng đây,
Cửa thông phòng thiết kế với cái phong cách mới nhất hiện nay, cửa nhựa composite mọi người ạ. Với cái phần cửa nhựa như thế này, thiết kế nó rất là đẹp, giả gỗ mà độ bền cũng như là mọi cái rất là ok. Ngoài ra ở phần tầng 2, phòng khách riêng, phòng ngủ rộng thì ở đây chủ nhà cũng thiết kế một phòng vệ sinh rộng. Phòng vệ sinh này đầy đủ về hệ thống sen cây, bồn cầu, quạt hút mùi, dây chờ bình nóng lạnh. Với cái phòng vệ sinh này chủ nhà ốp toàn bộ 30-60 gạch lên trên tới 2/3 trần rất sạch, lavabo. Đây. Điện thì là sử dụng điện lực EVN Hà Nội, nước thì sử dụng là nước sạch sông Đà. Và ở đây ấy, mọi người ạ, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt của từng căn hết rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3, tầng 4 và tầng 2 như Ngọc Ánh đã chia sẻ, thiết kế giống hệt nhau. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đền đồ nội thất mọi người ạ. Tất cả các phòng, cửa sổ ánh sáng tự nhiên ngập tràn, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được chủ nhà thiết kế và lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao của các tầng cũng đều được lắp đặt đầy đủ. Đấy. Phòng ngủ tương đối là rộng. Đây, quý vị có thể xem. Thực tế có như thế nào thì em quay và review cho quý vị là như vậy. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường học mầm non, tiểu học. Đặc biệt với cái ngôi nhà này nó rất khá là gần với trường đại học Phenica ấy mọi người. Tương đối là gần với bến xe em nghĩa. Đây, phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3. Phần tầng 4 thiết kế tương tự như vậy. Nói chung với một ngôi nhà chỉ hơn 2 tỷ mà sở hữu ngay cho mình 5 tầng xây mới sổ đỏ chuẩn chỉnh thì giá quá là hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ ngay với lại Ngọc Ánh nhé. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà, thiết kế trên phía tầng 5. Chủ nhà để như thế này ạ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, phần còn lại sân phơi rất là rộng. Đó. Nói chung với công năng sử dụng tương đối là hợp lý, hài hòa. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem nhà thực tế và được tư vấn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.